Thưa quý vị, chiều nay ngày 15 tháng 12, Ban Kinh tế Hít Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Hít Trung ương Trần Tuấn Anh. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết 19, hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập góp phần tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và tăng số đơn vị sự nghiệp công lập từ bảo đảm chi thường xuyên. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cho thấy quá trình triển khai thực hiện chủ trương này vẫn còn nhiều hạn chế, như việc triển khai thực hiện nghị quyết 19 ở một số cơ quan đơn vị chưa quyết liệt, việc thể chế hóa các chủ trương của đảng, hoàn thiện các cơ chế chính sách và các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được ban hành đầy đủ đồng bộ, việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhiều nơi còn mang tính cơ học. Vì vậy, hội nghị tập trung cho ý kiến về các nhóm nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới.